bạn sẽ cắm DAB từ đây xuống âm ly cũng vẫn được. Tuy nhiên là mình muốn bạn kết nối bằng cái jack canon này thì nó xịn xò rất là nhiều. Đấy. Nếu âm ly của các bạn mà bình thường đang cắm ở trường hợp này là cổng A này, mà âm ly của các bạn mà không có cái cầu trụ U thì các bạn chỉ việc cắm vào đây luôn thôi. Đấy, cắm lại vào như thế này là xong. Ngày trước thì dây trắng đỏ đang đây, bây giờ cắm vào đây và chuyển lại vào đấy. Nhưng nếu âm ly của các bạn nếu có cổng trụ U giống như cái trường hợp trên video này thì các bạn đừng cắm vào cái cổng A này nhá, mà tút ra, tắt nguồn âm ly, sau đó bạn tút hai cầu ra. Và đây bạn cắm vào cổng in giúp mình. Đấy. Một số cái âm ly thì cắm vào cổng in bình thường thì sẽ cắm vào cổng in như này. Tuy nhiên một số âm ly á thì khi người ta đấu nối người ta đấu sai ở trong âm ly. Nếu bạn cắm vào cổng in mà không ra tiếng thì bạn cắm vào cổng out. Đấy. Có thể chuyển đổi như thế nhá. Còn trường hợp cắm vào in và out mà không ra tiếng nữa thì chứng tỏ cái cổng này của các bạn nó không có tác dụng gì, thì chúng ta cần phải bắt buộc lại cắm lại như cũ và đấu lại hai cái cầu này. Đấy. Như vậy là mình vừa rất nhanh với các bạn cách kết nối chiếc vang Neck FX80 Luxury với một dòng âm, với một chiếc âm ly. Thì với cái dòng vang này là một trong dòng vang mới và dòng vang cao cấp. Dòng vang Neck FX80 Plus thì vẫn chỉ bảo hành là 12 tháng, tuy nhiên Luxury thì sẽ được bảo hành là 18 tháng các bạn nhé.